Những ngày qua, tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã và đang gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương khu vực miền Trung. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối ngày 15 tháng 11, mưa lũ đã làm hai người chết, ba người mất tích, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết, sau một ngày tạm ngớt mưa, đến đêm ngày 16 tháng 11 và sáng ngày 17 tháng 11, mưa lớn quay trở lại Thừa Thiên Huế và một số tỉnh miền Trung. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa to đến rất to đã làm lũ trên các sông Hương, sông Bồ, vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực. Các tuyến đường lớn như Trường Trinh, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều, Bến Nghé, thành phố Huế bị ngập sâu, nhiều nơi ngập hơn 1m. Đến thời điểm này, vẫn còn 8 huyện, thị xã thành phố bị ngập từ 0,3 đến 1,5m gồm thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Nam Đông, Phú Lộc. Mưa lớn làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Hiền Sĩ đến Văn Xá, Văn Xá đến Huế, Chuồi đến Hương Thủy, có đoạn ngập sâu trên mặt dây 0,5m. Mưa lớn trên địa bàn xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng làm sạt lở đất từ một quả đồi xuống nhà một hộ dân, khiến hai vợ chồng bị mắc kẹt bên trong. May mắn, sự việc được phát hiện sớm, lực lượng chức năng địa phương và người dân xung quanh đã giải cứu các nạn nhân kịp thời. Mưa lũ cũng làm 6 thôn bản bị chia cắt tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tại tỉnh Quảng Trị, hơn 1.300 ngôi nhà bị ngập, tập trung ở hai huyện Hải Lăng, Cam Lộ và thành phố Đông Hà. Mưa cũng gây ngập lụt cục bộ một số khu vực và tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông như ngầm tràn Ba Lòng, cầu tràn A Ngo đến A Bung, ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đen. Hiện ba huyện Đắc Rông, Triệu Phong, Hải Lăng vẫn bị ngập từ 0,2 đến 1 mét lũ trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị đang lên, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối, các ngầm tràn qua cây suối ở khu vực miền núi. Ngập lụt vùng thấp trũng hạ lưu sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu. Mưa to trong đêm 14 và sáng ngày 15 tháng 11, cùng với lượng nước đổ về từ tự nguồn khiến vùng trũng thấp thành phố Hội An, Quảng Nam bị ngập sâu trong nước. Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa to và rông khiến nhiều tuyến đường quốc lộ 1 đi qua tỉnh thành địa bàn phố Cam Danh bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,8 mét. Mưa lớn khiến một số khu vực như phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải và các xã Phước Đồng, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ. Trên tuyến tỉnh lộ GT626 từ thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà đi xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, đã có 7 điểm sạt lở núi, ta luy, đất đá vùi lấp mặt đường. Nặng nhất là tại vị trí km 7 cộng 650 qua tổ dân phố nước Nia, thị trấn Di Lăng. Mưa lớn là 1.500 mét khối đất đá từ trên đồi cao tràn xuống lòng đường, chia cắt tuyến đường này, khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương ở tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra tình trạng ngập lụt, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Phan Giang đến Tháp Tràm. Để tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ thực hiện nghiêm công điện số 1095 CDTTG ngày 15 tháng 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại trung bộ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thăm hỏi những gia đình có người bị chết, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm những người mất tích. Hỗ trợ đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ nhân dân tại vùng nguy cơ cô lập, chia cắt dài ngày do ngập sâu, sạt lở đất. Bố trí lực lượng kiểm soát, giao chắn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã cho học sinh nghỉ học. Các đơn vị chức năng đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhận định về thời tiết trong những ngày tới, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết. Từ chiều tối ngày 15 tháng 11 đến đêm ngày 16 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm có nơi trên 500mm, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 17 tháng 11, mưa lớn giảm dần. Từ đêm ngày 15 tháng 11 đến chiều ngày 16 tháng 11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm có nơi trên 200mm. Chiều tối ngày 15 đến ngày 16 tháng 11, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm, độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét, mưa đá ở cấp 1. Khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có độ rủi ro thiên tai cấp 2. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định, thời kỳ này vẫn là giai đoạn chính của mùa mưa tại Trung Bộ. Sau vậy, các đợt mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, quét sạt lở đất đá trên khu vực. Cùng với đó, hiện tượng rông lốc và xét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên địa bàn phạm vi toàn quốc. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết, sáng ngày 16 tháng 11, mưa ở Thừa Thiên Huế tạm ngớt, tuy nhiên, tối cùng ngày, mưa sẽ quay trở lại tỉnh này. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 11, mực nước cao nhất ở sông Hương đo được là 4,34 mét cao hơn so với năm 2020. Hôm nay, nước đã rút được khoảng 1 mét. Tối nay và ngày mai, mưa lớn quay trở lại Thừa Thiên Huế. Mực nước trên sông Hương có thể lên nhưng không cao bằng chiều ngày 15 tháng 11. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy nói, một số tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa hứng mưa lớn trong đêm nay và sáng mai. Sau các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cũng hứng mưa lớn trong đêm nay, nhưng mưa không kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh. Có ngập lụt hay không còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện như hạ tầng và hồi chứa. Dự báo tình hình mưa và lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại miền Trung, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết. Lượng mưa tích lũ tại Quảng Trị đến Khánh Hòa là 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Ninh Thuận có mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 6 tỉnh thành, cụ thể. Quảng Trị, Đa Crong, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa, Thừa Thiên Huế, A Lưới, Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy. Thành phố Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Liên Triều, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Quảng Nam, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Nông Sơn, Núi Thành, Quế Sơn và Tiên Phước. Quảng Ngãi, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng. Bình Định, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phủ Cát, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. Phú Yên, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Thị xã Sông Cầu. Khánh Hòa, Tiên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Can Lâm, Cam Danh, Ninh Sơn. Ninh Thuận, Bắc Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam và Ninh Phước. Sự báo từ ngày 17 tháng 11, mưa lớn ở miền Trung giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, miền Trung sẽ còn nhiều ngày mưa rào và rông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, tổng lượng mưa tháng 12 năm 2023 ở khu vực này phổ biến cao hơn 15-40% so với trung bình nhiều năm. Từ nay đến cuối năm 2023, biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11, mưa lũ ở miền Trung khiến 2 người chết, Quảng Trị 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người. 3 người mất tích, Quảng Trị 2 người, Thừa Thiên Huế 1 người. Mưa lớn cũng làm ngập 17.877 ngôi nhà ở Quảng Trị là 1.309 nhà, Thừa Thiên Huế là 16.345 nhà, Đà Nẵng là 83 nhà và Quảng Ngãi là 140 nhà. Về nông nghiệp, mưa lũ làm thiệt hại 122 ha cây ăn quả, hoa màu. Cụ thể, Quảng Trị 118 ha, Đà Nẵng 4 ha và 50.000 cây giống lông nghiệp. 5.000 cây hoa cúc giống ở Quảng Trị, 1.100 con gia súc, gia cầm, 2 hecta nuôi trồng thủy sản ở Quảng Trị bị cuốn trôi. Theo đó, Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc số 8131 CDPCTT ngày 16 tháng 11 năm 2023 về ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Công điện số 8131 CDPCTT ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các tập đoàn tổng công ty trong ngành công thương, các chủ đập thủy điện và công trình công nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ. Từ ngày 12 tháng 11 năm 2023 đến nay, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn, tổng lượng mưa trong 24 giờ từ 14 đến ngày 15 tháng 11 là khoảng 800 đến 900 mm. Gây ngập lụt trên diện rộng, nhất là tại khu vực thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại khu vực Trung Bộ, nhất là khu vực Thừa Thiên Huế còn tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong bối cảnh những ngày qua đã liên tiếp có mưa lớn kéo dài, hầu hết các hồ chứa cơ bản đã đầy nước. Đất bão hỏa nước nên nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là sạt lở, lũ quét tại khu vực miền núi, sườn dốc. Thực hiện công điện số 1095 CDTTG ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công thương đề nghị các đơn vị ngành công thương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời hiệu quả công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân tập trung vào một số nhiệm vụ chính cụ thể như sau chỉ đạo kiểm tra các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn triển khai các phương án ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ chỉ đạo kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện nhất là các hồ đập sung yếu các thủy điện nhỏ hoặc đang thi công sửa chữa công tác vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình an toàn hạ du chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai năm 2023 của tỉnh Chủ động ra soát các khu vực bị chia cắt do mưa lớn, lũ gây ra để kịp thời có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo chất lượng phục vụ cho người dân trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị điện lực triển khai phương án ứng phó với tình hình mưa lũ có khả năng diễn biến phức tạp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đặc biệt cho các phụ tải quan trọng. Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện lực và an toàn cho nhân dân, nhất là tại các khu vực vùng bị ngập lụt, sẵn sàng nhanh chóng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố xảy ra. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền nhân dân các biện pháp tốt phòng tránh tai nạn điện trong mưa bão. Duy trì và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, giả soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, các điểm có cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình để có giải pháp và cùng phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn vận hành. Đối với các công trình đang thi công dở dang, thực hiện các giải pháp an toàn không để sự cố xảy ra, trường hợp bắt buộc phải cắt điện, yêu cầu phải khẩn trương xây dựng phương án cấp điện trở lại khi nước rút để đảm bảo đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trực thuộc tập đoàn thực hiện đầy đủ vốn cần tại công điện này, ra soát kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, các mốc cảnh báo ngập lụt, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ và xử lý tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở Hạ Du khi vận hành. Thông tin kịp thời cho chính quyền các cấp và người dân ở khu vực Hạ Du trước khi xả lũ, điều tiết hồ chứa để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và hồ đập thủy điện, nhất là các hồ đập sung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo an toàn cho người và công trình trọng yếu. Tổ chức theo dõi sát tình hình mưa lũ, diễn biến dòng chảy đến các hồ chứa, lũ hạ du để giả soát, xây dựng ngay các kịch bản, phương án vận hành cụ thể, sát với diễn biến thực tế báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt vận hành đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ đập nhất là các thủy điện nhỏ vùng hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang đặc biệt là các trọng điểm sung yếu các sự cố do các đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục tổ chức kiểm tra giả soát kỹ lưỡng các sườn dốc xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng kho nhà xưởng văn phòng nhà điều hành công trình cần sơn dốc, cắp mỏ và cắp bãi thải để phát hiện nguy cơ dễ gây sạt lở đất, không đảm bảo an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị ngành công thương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm công điện này, duy trì trực ban nghiêm túc sẵn cùng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thường xuyên cập nhật, báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.